Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Sơn Mỹ TV. Giờ đây hiện tại tôi đang đứng tại chốt của thuộc về huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 13 tháng 11 năm 2021. Như vậy là ngày 13 tháng 11 năm 2021 thì các chốt của huyện Sóc Trăng, của tỉnh Sóc Trăng, các huyện thì người dân tiêm 2 mũi đủ liều 2 mũi vaccine sau 14 ngày thì mới được phép ra đường. Còn những người dân nào mà tiêm một mũi thì không được phép ra đường. Rất là nhiều bà con người ta đã đến cái chốt này đổ về từ Mỹ Tú và các xã lân cận, giống như là Phú Mỹ, An Ninh, các ấp lân cận thì đi làm việc hồi sáng nay. Thì các chốt người ta không cho qua, những người tiêm một mũi sẽ quay về, không có cho ra đường. Trừ khi người tiêm đủ 2 mũi sau 14 ngày mới được phép ra thành phố Sóc Trăng. Hiện tại là ở đây là chốt của huyện Châu Thành các bạn ha. Hiện tại tôi đang ngồi là trước chốt của huyện Châu Thành. Như vậy là có cái văn bản mới là người dân tiêm đủ 2 mũi sau 14 ngày mới được phép lưu thông. Còn những người tiêm được một mũi thì nằm ở nhà ha, không có được ra đường. Rất là nhiều người dân người ta đi làm hồ mỗi hàng ngày, nhưng mà bữa nay người ta đi làm hồ không có được ha, bởi vì là các chốt chặn người ta không có cho ra, bởi vì người dân chỉ tiêm được một mũi thì không có cho ra đường, trừ khi những người tiêm hai mũi. Nhưng mà trường hợp như thế này, tôi có hỏi một anh kia, anh nói bây giờ hiện tại là anh tiêm được một mũi nhưng mà bây giờ chưa tới ngày tiêm mũi thứ hai, nhưng mà hiện tại anh đang làm hồ ở ngoài Sóc Trăng, nhưng mà hiện tại nếu mà anh tiêm một mũi không cho anh đi, cái số tiền anh làm hồ ở bên ngoài Sóc Trăng làm sao anh đi lấy? Anh xin hỏi dạng như là các anh trực chốt, là bây giờ hiện tại là các anh trực chốt nói là không biết cái lý do gì, nhưng mà miễn sao là anh tiêm đủ 2 mũi sau 14 ngày thì anh sẽ được phép lưu thông ra thành phố Sóc Trăng. Còn nếu người dân tiêm một mũi không được phép ra thành phố Sóc Trăng, mà giống như là đi làm hàng công ty hay hoặc là đi làm hồ, đi giống như là lao động tự do thì không có được phép ra. Hiện tại là đây là tại chốt của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Người dân tiêm 2 mũi thì được phép ra ngoài Sóc Trăng, dạng như đi làm lao động tự do, các bạn muốn làm hồ làm gì đó thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại là nếu mà các bạn mà tiêm được một mũi thì không có được phép đi đó. Như vậy là thông tin bữa nay tôi đã quay để cho bà con biết, những bà con nào mà bà con của bác nào mà tiêm được một mũi thì không nên ra đường, bởi vì nếu mà bà con ra đường người ta cũng không có cho qua ha, đó người ta sẽ không có cho ra đường. Cái này là thông tin này, đây là tại chốt của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay tôi sẽ là quay video ngắn cho bà con biết là những bà con nào tiêm đủ 2 mũi sau 14 ngày sẽ được phép lưu hành ra thành phố Sóc Trăng. Còn những bà con nào tiêm được một mũi thì coi như ở nhà không có đi đâu hết. Đó, tôi xin thông báo cho bà con biết. Bây giờ các chốt người ta không có cho những người tiêm một mũi, không có cho ra. Đừng nói chi mà tỉnh những người mà chưa tiêm được mũi nào, giống như những người mà bị bệnh nền, chưa tiêm thì coi như là khỏi ra khỏi nhà luôn ha. Bây giờ hiện tại là bà con ta đi rất là nhiều là những người tiêm một mũi toàn là quay đầu xe về hết, là người ta không có cho ra, trừ khi những người tiêm đủ 2 mũi mới cho ra thành phố Sóc Trăng. Đó, bữa nay mình sẽ quay clip ngắn cho các bạn dặn bà con cô bác biết là những bà con cô bác nào tiêm một mũi thì ở nhà đi, đừng có ra ha, ra tốn xăng à, nếu mà có ra tới chốt chúng ta đủ về ha, chừng nào tiêm đủ 2 mũi thì bà con sẽ lưu thông ra thành phố Sóc Trăng được. Như vậy là kênh Sơn Mỹ TV đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh Sơn Mỹ TV. Và các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận video mới nhất từ kênh Sơn Mỹ TV. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng xin thông báo, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp nên bà con hãy thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ai không có công việc cấp thiết không nên ra đường. Mọi người đi đường hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và đi đến nơi về đến chốn, không la cà nhiều nơi để giảm nguy cơ cho bản thân và người khác.